Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin COVID-19 sáng ngày 4 tháng 8. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thủ tướng, đầu tháng 8 là thời gian quyết định để dập dịch. Nhiều địa phương cho đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu. WHO phải học cách sống chung với COVID-19. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng điểm qua những cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh đến từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Thông tin về 10 ca mắc mới. Trong số này có 7 ca tại Đà Nẵng, 3 ca tại Quảng Nam có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. Các bệnh số 643 đến 645 tại Quảng Nam, độ tuổi từ 35 đến 67, liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. Một bệnh nhân tại khoa nội thần kinh huyết học Bệnh viện Đà Nẵng. Hai bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 555, bệnh nhân tại khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Đà Nẵng. Các bệnh từ 646 đến 652, độ tuổi từ 30 đến 68. Trong đó có một bệnh nhân là nhân viên y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng. 5 bệnh nhân là Bệnh viện Đà Nẵng. Một bệnh nhân là F1 đang cách ly tập trung tại khu ký túc xá phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Hiện tổng số ca mắc là 652. Tính đến 18 giờ ngày 3 tháng 8, Việt Nam có tổng cộng 652 ca mắc COVID-19, trong đó có 307 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 205 ca. Và tính từ 18 giờ ngày 3 tháng 8 đến 6 giờ ngày 4 tháng 8, có 10 ca mắc mới. Về số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 133.279, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 1.258, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 20.427, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 111.594. Cũng theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 hiện tại là 9 ca, số ca âm tính từ lần 2 trở lên là 12 ca, số ca tử vong hiện là 6 ca và điều trị khỏi là 374 ca. Vừa rồi là những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh tính đến 6 giờ sáng nay, ngày 4 tháng 8 năm 2020. Ngay bây giờ mời quý vị cùng điểm qua những thông tin về COVID-19 trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, đầu tháng 8 là thời gian quyết định để dập dịch. Mọi cấp, mọi ngành phải thực hiện quyết liệt. Đây cũng là nhận định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 vào sáng ngày 3 tháng 8. Thủ tướng nhấn mạnh không được chủ quan, lơ là trước làn sóng dịch bệnh thứ hai của dịch COVID-19. Phải tập trung mọi nguồn lực để xử lý kịp thời các ổ dịch, đặc biệt là tại Đà Nẵng. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết sau khi làn sóng thứ hai của dịch xuất hiện, Chính phủ đã có nhiều phiên họp chỉ đạo trên tinh thần thần tốc, quyết liệt diệt dịch và không để đứt gãy nền kinh tế. Thủ tướng đã đề nghị đại diện bộ ngành thảo luận thêm các biện pháp như việc đưa người Việt Nam ở các nước trở về, hỗ trợ những người dân trong nước bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong bối cảnh dịch bệnh quay trở lại, chúng ta không được chủ quan, không được để dịch bùng phát lớn thành quy mô lớn. Cho nên cái tinh thần dồn mọi nguồn lực xử lý triệt để các ổ dịch, nhất là ổ dịch của Đà Nẵng trong thời gian đầu tháng 8 này là thời gian mang tính quyết định các bùng phát quy mô lớn hay không, và tập trung sức cái này rất quyết liệt ở mọi cấp mọi ngành, đặc biệt là những ổ dịch mà đã được phát hiện và đã được phát hiện trong cái tuần này. Trong bối cảnh làn sóng thứ hai của COVID-19 lan rộng, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành có những biện pháp cụ thể tích cực để trình Trung ương có những chủ trương mới thời gian tới. Có vấn đề rất lớn mà xã hội rất quan tâm, đó là kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học theo chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 8 tháng 10. Nhiều ý kiến quan tâm vấn đề này, tôi cũng đề nghị đồng chí Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ báo cáo thêm với Chính phủ về những nguyên nhân và cách làm để đảm bảo kỳ thi an toàn, tốt đẹp và đồng thời cũng để yên lòng dân trong vấn đề mà dừng thi hoặc là phải tiếp tục đảm bảo kỳ thi theo quy định. Về vấn đề tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay, Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đưa ra 3 đề xuất sau khi trình 2 phương án lên Chính phủ hôm qua.
Các đề xuất bao gồm những địa phương trong diện cách ly xã hội thì thi sau, các trường đại học có phương án tuyển sinh phù hợp, tổ chức theo kế hoạch với những nơi có điều kiện và đề xuất còn lại về tổ chức kỳ thi tại các địa phương không cách ly xã hội. Và các đồng chí chủ tịch phải biết được là địa phương mình chắc chắn đảm bảo được điều kiện an toàn trong điều kiện chống dịch bệnh thì mới tổ chức. Thế còn không thì chúng tôi sẽ tổ chức ở lần sau để đảm bảo cái an toàn. Là cũng có ý kiến cho rằng là lùi. Bây giờ tình hình dịch bệnh như thế này mà lùi thì không biết lùi đến bao giờ. Mà chúng tôi cũng nói thật với Thủ tướng là chúng tôi mấy ngày nay cũng không ngủ được. Lãnh đạo các địa phương, hôm qua Thủ tướng cũng đang nghe, rất quyết tâm cao. Các sở sáng nay tôi già lại lần nữa, nhiều sở rất quyết tâm cao, sẵn sàng. Phần lớn học sinh nói rằng đã chuẩn bị sẵn rồi, cái tâm trạng là sẵn, bây giờ chỉ việc thi. Sau ý kiến của ông Phùng Xuân Nhạ, Thủ tướng đã đề nghị các bộ ngành cùng tham gia góp ý để việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đảm bảo an toàn và đúng theo quy định. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, tại vùng biển các tỉnh miền Trung đã xảy ra hiện tượng sử dụng tàu cá để vận chuyển người trốn cách ly phòng dịch COVID-19. Trước tình trạng này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai 16 chốt chặn dịch để nhằm ngăn chặn hiện tượng này. Tại cửa biển Sa Kỳ, ngoài thực hiện các quy trình kiểm soát dịch COVID-19, chốt chặn trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ tăng cường lực lượng thường trực 24/24 giờ, tiến hành kiểm tra kiểm soát con người, phương tiện ra vào cửa biển theo quy trình 5 kiểm 1 chứng. Những trường hợp tàu cá vận chuyển quá số lượng người quy định, vận chuyển người ngoài danh sách đăng ký đều phải kê khai giải trình. Kiểm tra các phương tiện, kiểm tra con người thực tế đi trên ghe trong sổ danh bạ thuyền viên để đối chiếu và làm rõ đối với các trường hợp này. Trước khi kiểm tra thì trạm tiến hành cho đo thân nhiệt, sau khi kiểm tra đối chiếu xong thì là cho kê khai y tế và làm cả cái thủ tục cần thiết. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quyết định thành lập 16 chốt chặn dịch trên khu vực biên giới biển và giao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với con người, phương tiện ra vào cửa sông, cửa lạch và cửa khẩu cảng biển, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tàu cá vận chuyển trái phép người chạy trốn cách ly. Đối với công tác triển khai và kiểm soát các cái phương tiện tàu cá đi từ ngoài tỉnh về đến cái địa bàn của tỉnh thì chúng tôi đã chỉ đạo các trạm kiểm soát là kiểm soát nghiêm các cái phương tiện và người theo danh sách của thuyền viên. Cùng với việc lập các chốt cố định, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lực lượng tuần tra lưu động tại các bãi ngang, âu tàu nhằm ngăn chặn những trường hợp xuất nhập trái phép gây nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm diễn biến dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, việc đảm bảo yêu cầu điều trị cho các bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân nặng, luôn được đưa lên hàng đầu. Trong đó có việc đảm bảo nguồn máu trong điều trị. Vào sáng ngày 1 tháng 8, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội và Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đã tổ chức chương trình hiến máu giọt hồng tri ân. Nguồn máu từ chương trình sẽ nhằm đảm bảo cung ứng kịp thời cho những địa phương đang thiếu máu trong điều trị trước tình hình COVID-19 có dấu hiệu lây lan nhanh như hiện nay. Năm nay, ban tổ chức xây dựng phương án sẽ hiến máu tại nhiều địa điểm với thời gian dài hơn, đảm bảo giãn cách, bố trí điểm hiến máu rộng rãi, thoáng khí, các ghế lấy máu cách xa nhau khoảng 1 mét, vệ sinh phòng lấy máu, giường lấy máu, các bề mặt, bàn ghế định kỳ, đo nhiệt độ cho người hiến máu trước khi đăng ký hiến máu, người hiến máu và nhân viên y tế thực hiện đeo khẩu trang đúng quy cách, rửa tay bằng xà phòng hoặc sát khuẩn tay bằng dung dịch rửa tay nhanh chứa cồn. Người hiến máu được đề nghị trả lời trung thực các câu hỏi về tình trạng sức khỏe, đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Lúc đầu tôi cũng ngại là dịch, nhưng mà khi đến đây thì được các cháu giãn cách, cho nên là đi lại nó cũng cách nhau một tí đấy, mới lại rửa khuẩn, sát khuẩn, mới lại các thứ, nói chung là cũng đầy đủ, không vấn đề gì cả. Đấy, tôi mong cho mọi người là cùng chung sức đồng lòng, mỗi người một chút một ni một nai để mà cứu chữa cho những cái người bệnh hiểm nghèo. Hành trình đỏ năm nay được tổ chức quy mô lớn nhất từ trước đến nay với thời gian dài nhất trong 58 ngày, từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 2 tháng 8. Nhiều địa phương tham gia nhất, 42 tỉnh thành phố, với mục tiêu ban đầu là tiếp nhận 80.000 đơn vị máu. Nhờ sự phối hợp vào cuộc trách nhiệm của các địa phương, chương trình đã tổ chức được 302 điểm hiến máu, bao gồm các ngày hội chính và các điểm hiến máu hưởng ứng, với trên 100.000 đơn vị máu đã được hiến tặng.
Chúng tôi luôn luôn là sẵn sàng tiếp nhận máu của những người hiến máu tình nguyện, và chúng tôi sẽ cam kết và luôn luôn cam kết rằng sẽ đảm bảo an toàn cho người hiến máu, an toàn cho những người nhận máu cũng như là an toàn cho nhân viên, như chúng tôi đã làm trước đây, hiện nay và còn trong những cái thời gian sắp tới khi mà cái dịch của chúng ta vẫn còn. Bởi vì chúng ta đều biết rằng là người bệnh của chúng ta lúc nào cũng cần máu, và máu thì không phải là chỉ dịch, có dịch thì là không cần đến máu, mà lúc nào chúng ta cũng cần đến máu. Hà Nội là địa phương thứ 42, cũng là địa phương cuối cùng tham gia tổ chức Hành Trình Đỏ lần thứ 8 năm 2020. Chương trình được diễn ra trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm mới của các ca bệnh COVID-19 đang ngày càng tăng tại Việt Nam, nên theo yêu cầu cấp thiết là vừa đảm bảo hiến máu an toàn, bổ sung lượng máu dự trữ cho tháng 8, vừa tuân thủ các yêu cầu phòng chống dịch. Sau khi liên tục ghi nhận nhiều ca mắc mới thì tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương trong việc tổ chức cách ly và khoanh vùng các trường hợp có nguy cơ cao mắc COVID-19. Qua đó tiến hành phun hóa chất khử khuẩn tại một số địa phương có ca mắc COVID-19. Đây là những hình ảnh tại khu cách ly tập trung của huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, nơi ghi nhận có 3 ca mắc COVID-19 trong thời gian qua. Hiện nơi đây đang cách ly 134 người trên tổng số hơn 300 người đang được cách ly tại Đại Lộc. Những trường hợp F1 có nguy cơ cao liên quan đến các ca mắc COVID-19 trên địa bàn đều được khoanh vùng, cách ly khép kín. Một ngày thì bác sĩ thăm khám đo nhiệt độ là mình 2 lần, sáng với chiều, cũng như xịt phun sát khuẩn một lần toàn bộ khu cách ly. Điều kiện ăn ở thì rất là tốt. Các anh bộ đội cũng như là ban y tế là hỗ trợ sắp là dự phần, phát khẩu trang y tế cũng như là nước rửa tay sát khuẩn đầy đủ hết. Ngoài ra, để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch, Quảng Nam cũng tiến hành phun hóa chất khử khuẩn tại một số địa phương có ca mắc COVID-19. Tại Hội An, lực lượng công an, kiểm soát quân sự lập chốt chặn trên đường, đề nghị người dân đóng kín cửa nhà để đảm bảo sức khỏe. Hiện Quảng Nam có 26 ca mắc COVID-19 tại thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình và đã ghi nhận các trường hợp tử vong. Thưa quý vị, để đảm bảo nguồn điện cho công tác phòng chống dịch, nhất là tại các cơ sở y tế, thì Tổng Công ty Điện lực Miền Trung đã yêu cầu các công ty điện lực thành viên, đặc biệt là ở Đà Nẵng và Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, tiếp tục khẩn trương thực hiện công tác bảo đảm cung cấp điện cho các bệnh viện, cơ sở y tế và các bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh trên những địa bàn. Tại thành phố Đà Nẵng, ngành điện lực đang tập trung tối đa mọi nguồn lực, bảo đảm cung cấp điện an toàn cho các bệnh viện đa khoa, bệnh viện C, bệnh viện chấn thương chỉnh hình phục hồi chức năng và các cơ sở khám chữa bệnh khác. Ngoài ra, các điểm cách ly tập trung, điểm cách ly trong khu vực dân cư cũng được đảm bảo nguồn điện. Ngành điện lực cũng không thực hiện ngừng cấp điện theo kế hoạch trên các đường dây, trạm biến áp có ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các bệnh viện, các cơ sở y tế. Đồng thời, bố trí máy phát điện diesel để cung cấp điện tại các địa điểm nêu trên nếu có sự cố. Sẵn sàng cung cấp điện, thi công kịp thời cũng nguyện cho các bệnh viện cách ly một khu vực những mới xuất hiện, và với tinh thần là đảm bảo được cái nguồn điện cho cái việc cách ly, đảm bảo cho cái việc chống dịch. Ngoài ra thì các bộ nhân viên tôi cũng để đảm bảo được cái chỉ huy vận hành điều độ hãng điện, thì các bộ nhân viên chi ca trực tiếp ở ngay tại cơ quan để đảm bảo được cái luôn luôn có người sẵn sàng thay thế nếu mà trong mọi tình huống. Bên cạnh các cơ sở y tế hiện đại, ngành điện lực cũng đã sẵn sàng và hoàn tất xong phương án cấp điện cho các bệnh viện dã chiến tại cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng. Ngoài Đà Nẵng, điện lực các tỉnh có ca mắc COVID-19 tại miền Trung Tây Nguyên như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk cũng được yêu cầu phải tập trung nguồn điện cho các cơ sở phòng chống dịch, tuyệt đối không để mất điện hay sự cố về cấp điện cho các địa điểm này. Công tác đưa tin về dịch bệnh COVID-19 luôn luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm cho các phóng viên và nhà báo, nhất là những vùng tâm dịch như là Đà Nẵng. Vậy trong hoàn cảnh vật tư y tế của cả nước còn nhiều khó khăn thì sự động viên và hỗ trợ kịp thời của các doanh nghiệp là hết sức ý nghĩa và thiết thực. Chia sẻ những khó khăn, vất vả và những nguy cơ dịch bệnh của các nhà báo, phóng viên tác nghiệp trong vùng tâm dịch Đà Nẵng suốt những ngày vừa qua, tập đoàn dược IKEA Pharma đã lên kế hoạch và triển khai một số lượng vật tư y tế ban đầu, gồm 15.000 khẩu trang nano các loại, 350 đồ bảo hộ y tế, nước sát khuẩn, tổng giá trị hơn 100 triệu đồng.
Với điều kiện vận chuyển khó khăn do hạn chế đường bộ, đường hàng không, đoàn đã di chuyển trực tiếp từ Hà Nội vào vùng dịch và trao tặng cho đại diện phóng viên Đà Nẵng tại đỉnh đèo Hải Vân, điểm giáp danh địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi biết chuyến đi cũng có thể là nó xảy ra những cái rủi ro, như là nếu mà mình về mình cũng có thể là sẽ phải cách ly theo quy định. Thì chúng tôi cũng rất là vui vẻ và hoan hỉ chấp nhận cái điều đó. Bởi vì là thực tế, những người phóng viên ở trong khu vực này còn chịu nhiều rủi ro hơn chúng tôi nhiều. Người ta cũng sẵn sàng để cho công việc. Thì chúng tôi cũng có thể sắp xếp được thời gian để thực hiện cách ly. Nhưng mà ngược lại vẫn ủng hộ được anh em. Thì đó là một điều chúng tôi rất là thoải mái trong cái công việc này. Chúng tôi rất là cảm ơn đối với đoàn thiện nguyện từ Hà Nội đã lặn lội vào đây để có thể hỗ trợ cho anh em phóng viên tại vùng tâm dịch Đà Nẵng như thế này. Với số lượng khẩu trang như thế này thì chắc chắn rằng là các cơ quan báo chí trên địa bàn, các anh em phóng viên sẽ có tiếp thêm sức mạnh, rồi đồ bảo hộ để có thể yên tâm trong công tác là chống dịch. Với những sự sẻ chia kịp thời và ý nghĩa của các mạnh thường quân, đội ngũ phóng viên báo chí đang tác nghiệp trong tâm dịch sẽ yên tâm hơn để tiếp tục truyền tải những thông tin chân thực nhất tới nhân dân. Thưa quý vị, giữa mùa cao điểm du lịch hè, những ca mắc mới COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng đã khiến kỳ nghỉ của rất nhiều du khách bị gián đoạn. Nhiều người đã phải hủy tour, hủy chuyến, thậm chí là cắt ngắn kỳ nghỉ để có thể trở về nhà. Nhưng cũng có không ít du khách hiện vẫn đang mắc kẹt tại Đà Nẵng. Dịch COVID-19 bùng phát một cách không ngờ khiến cho du lịch Đà Nẵng ngỡ ngàng. Và thiệt hại là rất lớn, nhưng du lịch Đà Nẵng đã thể hiện sự nồng nhiệt với du khách, với những người bị kẹt lại bằng những hỗ trợ vô cùng thiết thực. Đây là những du khách bị kẹt lại Đà Nẵng sau lệnh giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, hàng chục chuyến bay đã đưa khoảng 80.000 du khách rời khỏi Đà Nẵng trước khi lệnh dừng đường bay và giãn cách xã hội được chính thức ban hành từ 0 giờ ngày 28 tháng 7. Theo như lịch trình của em là em đến vào ngày 26 và em rời vào ngày 28. Em có nghe thông báo về giãn cách xã hội tại Đà Nẵng, nhưng mà em điện lên hãng bay thì hãng bay nói ngày 28, sáng 28 mà vẫn bay bình thường. Cho đến ngày 27 em vẫn đặt vé nhưng mà không còn vé đi về nữa. Thống kê của Sở Du lịch Đà Nẵng, hiện có khoảng 300 du khách bị kẹt lại. Tất cả đều yên tâm lưu trú khi các khách sạn trên địa bàn Đà Nẵng miễn phí hoặc hỗ trợ về giá cho du khách. Theo trình thì họ phải bay vào ngày 27 hoặc 28, nhưng mà vì sự cố dịch cho nên các chuyến bay tạm thời dừng hoạt động ấy. Để hỗ trợ các du khách mắc kẹt thì bên em có chính sách về giá thay đổi là tầm là 300.000 một phòng một đêm cho các du khách. Những du khách kẹt lại có nhu cầu rời Đà Nẵng về nhà cũng được hỗ trợ phương án phù hợp với tình hình dịch bệnh. Đối với các trường hợp ở lại, ngoài hỗ trợ lưu trú, ngành du lịch cũng có kế hoạch hỗ trợ và kết nối với các đơn vị cung cấp suất ăn miễn phí để du khách yên tâm thực hiện giãn cách xã hội. Vâng, rõ ràng chúng ta có thể thấy rằng dịch bệnh COVID-19 bùng phát bất ngờ đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành du lịch Đà Nẵng. Từ một ngành phục hồi nhanh nhất, du lịch Đà Nẵng ngay lập tức rơi vào trạng thái tê liệt. Và chưa thể thống kê được hết thiệt hại, nhưng có thể khẳng định rằng du lịch Đà Nẵng đã rơi xuống đáy và khó có thể phục hồi trong một sớm một chiều. Đến hôm nay mùng 2 tháng 8, sau một tuần dịch COVID-19 bùng phát, tất cả các hoạt động du lịch tại Đà Nẵng đã tê liệt. Tất cả các công ty lữ hành đã đóng cửa vì tour, tuyến đến và đi đã đặt đều đã hủy. Cho đến hiện tại thì phải nói rằng là cái tình hình mà khách người ta hủy, rồi mình hủy do dịch bệnh là rất nhiều. Là phải nói là nó quá nặng nề. Và tâm dịch Đà Nẵng và nó ảnh hưởng rất lớn. Thì thực sự mà nói là mình rất là lo, mà đến mức mình sẽ không hồi phục. Theo Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, do dịch COVID-19 diễn ra quá nhanh và phức tạp, nên ngành du lịch đã gặp khó khăn chỉ sau vài ngày dịch bùng phát. Các khách sạn, nhà hàng, khu du lịch đóng cửa, kéo theo thiệt hại về kinh tế. Nhiều nơi sẽ bị áp lực về lãi suất ngân hàng ngay trong tháng 8 này. Điều lo lắng lớn nhất là Đà Nẵng đã trở thành tâm dịch. Do đó mà việc phục hồi du lịch sẽ vô vàn khó khăn. Bây giờ mà có phục hồi không, nó phải tùy thuộc vào khả năng kiểm soát dịch. Kiểm soát dịch tới đâu á, thì mới nói được cái việc phục hồi tới đó. Chứ đến thời điểm này chưa nói được gì cả. Và khả năng là mất cả năm nay. Từ giờ mùa cao điểm đã qua rồi. Theo tính toán, để du lịch phục hồi thì phải kiểm soát tuyệt đối dịch bệnh và có thêm một khoảng thời gian giãn cách để khẳng định an toàn của điểm đến Đà Nẵng. Do đó, ngành du lịch Đà Nẵng cũng không thể biết khi nào mới có thể trở lại. Và với tình hình dịch bệnh hiện tại,
du lịch Đà Nẵng dự kiến sẽ kết thúc năm 2020 với thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay. Các kịch bản kích cầu du lịch được tổ chức mới đây xem như phá sản. Hiện nay thì nhiều hãng lữ hành thay vì bận rộn tư vấn khách đặt tour thì bây giờ lại lâm vào tình trạng quá tải khi chuyển sang giải quyết chính sách cho khách du lịch khi mà lịch trình buộc phải cắt ngang hoặc là hủy bỏ vì dịch bệnh. Và ngành du lịch có nguy cơ trở lại khủng hoảng khi các ca nhiễm COVID-19 ngày một tăng lên trong cộng đồng. Với chính sách kích cầu, người Việt Nam đi du lịch Việt Nam đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho ngành du lịch. Thống kê cho thấy tính chung trong tháng 7 vừa qua, có 8 triệu lượt khách du lịch nội địa, mức tăng trưởng cao nhất kể từ đầu năm nay. Đang trên đà hồi phục, ngày 24 tháng 7, dịch COVID-19 bùng phát tại Đà Nẵng, khiến cho ngành du lịch bất ngờ trở lại khủng hoảng. Hàng chục nghìn hành khách cắt ngắn lịch trình, nhanh chóng rời khỏi Đà Nẵng. Hàng loạt khách đã đặt tour, đồng loạt hoãn, hủy chuyến hoặc chuyển hướng đi du lịch sang các địa phương khác. Tại các phòng vé, nhân viên làm việc tăng ca để giải quyết các thủ tục hủy vé, hoàn vé hoặc chuyển vé cho khách. Nhiều khách hàng đã chấp nhận mất tiền vì hủy tour sát ngày. Riêng với bên mình thì cái vé đi thị trường Đà Nẵng là hủy 100%. Trong giai đoạn mà bay từ 26 tháng 7 đến 31 tháng 8, mọi người đang đều lo lắng nên là xin hoàn hết. Còn ngoài ra thì các điểm khác thì cũng hoàn khá nhiều. Ví dụ gần đây nhất là ngày hôm qua thì có một công ty đã mất khoảng 250 triệu tiền vé. Bởi vì là họ không được cơ quan đồng ý cho đi nữa. Nhưng mà vé đoàn cho nên sát ngày mà hãng không có động thái hỗ trợ được hoàn thì họ phải mất toàn bộ tiền vé. Còn những tiền khách sạn, tiền phương tiện vận chuyển ở trong đầu điểm đến thì bên mình đã xin được các bên hỗ trợ. Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, Tổng cục Du lịch đã yêu cầu các địa phương, đơn vị du lịch nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Tuy nhiên với tâm lý lo lắng, nhiều gia đình đã tạm dừng kế hoạch du lịch. Tại các điểm du lịch chưa có dịch như Sapa, Phú Quốc, Nha Trang, Bà Rịa Vũng Tàu, số lượng du khách đang giảm đi đáng kể qua từng ngày. Cái lượng khách hàng tháng 8 là khách đoàn lữ hành thì đã cancel hết. Còn hiện tại khách lẻ đang giảm đến 80%, chỉ còn là số vài phòng lẻ tẻ trong vòng vài tuần thôi. Các điểm du lịch khác, ví dụ như Sapa, như Phú Quốc, các địa Nha Trang, Quy Nhơn thì các tour vẫn hoạt động bình thường, các điểm đến vẫn an toàn. Tuy nhiên khách hàng họ đang phân vân, họ muốn chưa muốn đi và họ đang muốn chờ đợi với tin tốt của kiểm soát dịch thì họ mới đi tiếp. Thì các hệ thống và các khách sạn thì là cũng tạm dừng cái việc mà nhận nhiều booking mới. Thì các hoạt động về các công ty du lịch và các công ty khách sạn chúng tôi bị ảnh hưởng rất trầm trọng và ảnh hưởng đến 50% cái doanh thu cũng như là cái số lượng khách đã đăng ký. Theo các doanh nghiệp du lịch, giải pháp ở thời điểm hiện tại là các hãng hàng không và khách sạn đưa ra chính sách để đổi vé miễn phí cho các khách du lịch phải hoãn tour vì dịch COVID-19 để đảm bảo quyền lợi cho du khách. Nhiều chuyên gia dự đoán hoạt động kinh doanh du lịch sẽ ảm đạm trở lại ít nhất trong tháng 8 và tất cả các hoạt động du lịch sẽ phụ thuộc vào mức độ kiểm soát đại dịch COVID-19 trong cả nước thời gian tới đây. Hiện tại dịch COVID-19 tại Việt Nam vẫn đang phức tạp khi liên tục ghi nhận những ca lây nhiễm mới ở trong cộng đồng. Trước tình hình này, tại nhiều điểm du lịch trong cả nước, kể cả những địa phương không có dịch, đã đồng loạt đưa ra những biện pháp để phòng dịch, đảm bảo an toàn cho du khách và người dân. Trước diễn biến của dịch COVID-19 từ ngày 28 tháng 7, thành phố Hội An tạm dừng tất cả các hoạt động du lịch, không tổ chức bán vé tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng như Chùa Cầu, các tuyến phố cổ, không đưa khách tham quan biển đảo Cù Lao Chàm, các làng nghề truyền thống, các khu du lịch sinh thái, du lịch biển đảo. Thành phố Hội An đã phải phong tỏa nhiều khu vực ở phố cổ và khoanh vùng cách ly khoảng 700 người sau khi ghi nhận các ca nhiễm COVID-19. Còn tại tỉnh Quảng Bình, ngày 31 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn về việc tạm thời ngưng hoạt động một số cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người trên địa bàn tỉnh kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 8 để phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tạm thời đóng các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn tỉnh, không tổ chức dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường, tạm dừng tổ chức sự kiện, tập trung đông người như lễ hội, hội chợ, hội nghị, hội thảo chưa cấp thiết, khuyến cáo hạn chế tập trung đông người tại tiệc cưới, tang lễ, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê để phòng chống dịch COVID-19. Tại tỉnh Phú Yên, kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 8, tỉnh này tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn để ngăn ngừa dịch COVID-19. Theo đó, các cơ sở massage, karaoke, vũ trường, quán bar, các tụ điểm vui chơi giải trí, các điểm truy cập Internet,
các rạp chiếu phim sẽ tạm dừng hoạt động. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu các cấp các ngành, các địa phương hạn chế hội họp, tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người. Trong trường hợp thật sự cần thiết, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội với quy mô phù hợp. Hiện trên địa bàn Phú Yên còn hơn 1.900 trường hợp đang trong thời gian giám sát. Cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như quán bar, vũ trường, karaoke. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh đã gửi công văn khẩn yêu cầu người dân không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, bên ngoài trường học, bệnh viện. Các dịch vụ không cần thiết như quán bar, vũ trường cũng tạm ngừng hoạt động từ 0 giờ ngày 31 tháng 7 cho đến khi có thông báo mới. Ở các địa điểm nổi tiếng của thành phố như phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhà thờ Đức Bà đã thưa thớt người tham quan, tụ tập. Tổng giám mục Sài Gòn đã phát đi thông báo tạm ngưng các sinh hoạt phục vụ cộng đồng. Các thánh lễ sẽ được nhà thờ chính tòa phát trực tiếp trên mạng để mọi người tham dự tại gia đình. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng khuyên cáo người dân đề cao cảnh giác, chủ động và tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng và tụ tập đông người. Vừa rồi là thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước trong 24 giờ qua. Vậy còn tình hình dịch bệnh trên thế giới và các quốc gia khác đang diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng điểm qua trong phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã một lần nữa đưa ra cảnh báo rằng đại dịch COVID-19 sẽ kéo dài, đồng thời bày tỏ lo ngại về những thách thức mà những nước Đông Nam Á có hệ thống y tế kém phải đối mặt. Nhận định trên được đưa ra sau cuộc họp của Ủy ban Khẩn cấp của WHO để đánh giá về đại dịch, 6 tháng sau khi tổ chức này ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO khẳng định COVID-19 là cuộc khủng hoảng y tế chỉ có một lần trong thế kỷ, nhưng những tác động của nó sẽ còn được cảm nhận thấy trong những thập niên tới. Đại dịch này là cuộc khủng hoảng y tế xảy ra một lần trong một thế kỷ, nên tác động của nó sẽ được cảm nhận trong nhiều thập niên tới. Dù việc bào chế vaccine đang diễn ra với tốc độ kỷ lục, chúng ta phải học cách sống chung với COVID-19 và chiến đấu với dịch bệnh bằng mọi công cụ chúng ta có. Ủy ban Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới cũng bày tỏ lo ngại đặc biệt về khả năng chống đỡ đại dịch của các quốc gia có hệ thống y tế yếu trong bối cảnh các ca mắc mới gia tăng tại một số quốc gia châu Phi, Nam Mỹ và khu vực Đông Nam Á. Ở Philippines, ngày càng nhiều nhân viên y tế bị bệnh hoặc bỏ việc. Thậm chí sau khi chứng kiến số ca nhiễm mới cao kỷ lục lên tới gần 5.000 người mỗi ngày, có đến 80 tổ chức y tế đại diện cho hàng chục nghìn bác sĩ Philippines đã ký thư ngỏ kêu gọi chính phủ cần phải có biện pháp quyết liệt tái áp đặt phong tỏa để đối phó dịch bệnh lan rộng. Tình hình tại Malaysia cũng không khả quan hơn, sự gia tăng nhanh chóng các ca mắc và tử vong do COVID-19 cùng hệ thống y tế yếu kém và thiếu đồng bộ cũng khiến quốc gia này đang tiếp tục trở thành tâm dịch của khu vực Đông Nam Á. Trong bối cảnh hệ thống y tế của nhiều quốc gia đang trở nên quá tải, Hội đồng Y tá Thế giới kêu gọi bảo vệ ưu tiên hàng đầu cho các nhân viên y tế đang trên tuyến đầu chống dịch. Chúng tôi lo ngại về việc tiếp tục nhận được các báo cáo về việc những nhân viên y tế không có đủ trang thiết bị bảo hộ, không được xét nghiệm hay làm việc với sức ép quá tải. Chính phủ các nước cần phải ưu tiên bảo vệ đội ngũ nhân viên y tế, đặc biệt trong việc tiếp cận với vaccine nếu có. Hội đồng Y tá Thế giới ước tính có khoảng 1,5 triệu nhân viên y tế mắc COVID-19 trên thế giới, cao gấp 3 lần so với con số hồi đầu tháng 6. Thưa quý vị, mặc dù đã áp lệnh phong tỏa đối với thành phố Melbourne, thế nhưng số ca nhiễm COVID-19 tại đây vẫn gia tăng ở mức chóng mặt. Thực tế này đã khiến cho thủ hiến bang Victoria cách đây ít giờ phải ban bố tình trạng khẩn cấp đối với COVID-19. Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews cho biết, từ 18 giờ chiều nay, bang này bắt đầu áp dụng tình trạng thảm họa kéo dài trong 6 tuần để cảnh sát và các cơ quan chức năng có nhiều thẩm quyền hơn trong việc can thiệp vào các hoạt động dân sự và xử lý các hành vi vi phạm quy định phong tỏa. Chính quyền bang Victoria cũng áp đặt lệnh giới nghiêm từ 20 giờ tối hôm trước tới 5 giờ sáng ngày hôm sau để hạn chế người dân ra đường trong khoảng thời gian này. Bên cạnh đó, chính quyền cũng thắt chặt hơn nữa các biện pháp kiểm soát tại thành phố Melbourne khi yêu cầu tất cả người dân khu vực này phải ở trong nhà. Mỗi gia đình chỉ có một người được phép ra khỏi nhà để đi mua đồ dùng thiết yếu trong bán kính 5 km. Học sinh tiểu học sẽ quay trở lại học trực tuyến kể từ ngày 5 tháng 8. Động thái trên được đưa ra sau khi lệnh phong tỏa được áp đặt đối với hai vùng là thành phố Melbourne và Mitchellshire không thể ngăn cản được sự lây lan của dịch bệnh. Tôi rất buồn khi phải tuyên bố việc thắt chặt hơn nữa các biện pháp kiểm soát là cách duy nhất để bảo vệ sức khỏe người dân và để vượt qua tình trạng hiện nay.
chính quyền bang Victoria gia tăng các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 khi các ca bệnh mới gia tăng nhanh hơn trong những ngày gần đây. Chỉ trong vòng 24 giờ qua, bang này có thêm 671 ca COVID-19 mới và 7 người thiệt mạng. Đáng chú ý, đến nay, bang này ghi nhận 766 trường hợp không thể truy vết nguồn lây bệnh. Tính đến hôm nay, số ca nhiễm COVID-19 tại bang Victoria đã vượt quá 11.500 ca bệnh, chiếm 2/3 trong tổng số gần 18.000 ca COVID-19 của Australia. Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây đã cảnh báo, mặc dù là các nỗ lực phát triển vaccine đang diễn ra với tốc độ kỷ lục, song thế giới đang phải học cách sống chung với COVID-19 và chiến đấu với nó bằng công cụ mà chúng ta có. Tổng giám đốc WHO đã đưa ra cảnh báo trên trong một cuộc họp của Ủy ban cấp cao diễn ra 6 tháng sau khi tuyên bố dịch COVID-19 là tình trạng y tế khẩn cấp công cộng. Thật đúng đắn khi 6 tháng trước, Ủy ban khẩn cấp ban hành quy định y tế quốc tế đề nghị tôi tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp công cộng do quan ngại của cộng đồng quốc tế có ít nhất 100 trường hợp nhiễm COVID-19 và không có trường hợp tử vong ngoài Trung Quốc. Đồng thời, ông cho rằng, kể từ khi COVID-19 bắt đầu, nhiều câu hỏi khoa học đã được giải quyết và nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời đáp. Ủy ban khẩn cấp luôn thận trọng trong các tuyên bố của mình và họ đã đánh giá lại tình trạng khẩn cấp của COVID-19. Trước đại dịch COVID-19, WHO đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp công cộng đối với dịch cúm lợn, bại liệt, Zika và Ebola. Người đứng đầu WHO cho rằng những kết quả nghiên cứu ban đầu về huyết thanh đang vẽ nên một bức tranh nhất quán về việc hầu hết mọi người trên thế giới vẫn dễ bị nhiễm COVID-19, ngay cả ở khu vực đã trải qua những đợt bùng phát nghiêm trọng. Theo người đứng đầu WHO, nhiều quốc gia từng tin rằng họ đã trải qua quá khứ tồi tệ nhất, tuy nhiên hiện đang phải vật lộn với đợt bùng phát mới. Một số quốc gia ít bị ảnh hưởng trong những tuần đầu tiên bùng phát dịch hiện đang chứng kiến một số trường hợp lây nhiễm và tử vong gia tăng nhanh chóng, trong khi một số quốc gia từng chứng kiến sự bùng phát lớn hiện dịch bệnh đã được kiểm soát. Tổng giám đốc WHO đưa ra khuyến nghị, mặc dù phát triển vaccine đang diễn ra với tốc độ kỷ lục, nhưng chúng ta phải học cách sống chung với loại virus này và phải chiến đấu với nó bằng các công cụ mà chúng ta có. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin COVID-19 sáng ngày 4 tháng 8. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhà tài trợ nhãn hàng Checkland đã đồng hành cùng chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.